Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Nóng, Tổng thống Zelensky lần đầu lên tiếng về vụ kho dầu Nga gần biên giới Ukraine bị tấn công. Vụ nổ kho dầu xảy ra vào ngày 1 tháng 4 vừa qua tại kho dầu ở vùng Belgorod của Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 40 km. Báo Washington Post của Mỹ mới đây cho biết, trong cuộc phỏng vấn hôm 1 tháng 4 với đài Fox News, Tổng thống Volodymyr Zelensky từ chối bình luận về vụ kho dầu của Nga bị tấn công bằng trực thăng. Tôi không thảo luận về bất kỳ mệnh lệnh nào của mình với tư cách là Tổng tư lệnh của Ukraine. Thống đốc vùng Belgorod của Nga, ông Vyacheslav Gladkov hôm 1 tháng 4 đã cáo buộc trên kênh Telegram của mình rằng hai trực thăng tấn công Mi-24 của Ukraine đã xâm nhập lãnh thổ của Nga ở độ cao thấp, sau đó không kích kho dầu ở khu vực này, và cho biết một số khu vực đã được sơ tán. Một số hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội Twitter cho thấy tên lửa dường như đã được phóng vào vị trí của kho dầu, tiếp đến là vụ nổ và hỏa hoạn diễn ra. Hãng tin AP News hôm 1 tháng 4 dẫn lời thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov phủ nhận trách nhiệm của Ukraine trong vụ việc. Vì một số lý do, họ nói rằng chúng tôi đã làm điều đó, nhưng kỳ thực điều này không phù hợp thực tế, ông Danilov phát biểu. Còn cố vấn Tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych thì nói rằng chúng tôi đang thực hiện các hoạt động phòng thủ trên lãnh thổ của mình. Các nhà chức trách Nga phải chịu trách nhiệm về mọi thứ xảy ra trên lãnh thổ Nga. Chính quyền Nga phải tìm ra những gì đang xảy ra ở Belgorod, ông nói. Có thể ai đó đã hút thuốc không đúng chỗ, có thể có điều gì khác, có thể quân đội Nga ngầm trái mệnh lệnh và không muốn tiến vào lãnh thổ Ukraine. Thưa quý vị, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề về dịch, tuy nhiên tình hình kinh tế xã hội của quý 1 năm 2022 của Bình Dương đã có chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu đã đạt được và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật nhất trong phát triển kinh tế của tỉnh là thu hút đầu tư xây dựng thành phố thông minh, các dự án giao thông quan trọng. Trong đó tiêu biểu như là chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu tăng 9,8%. Bên cạnh đó, công tác thu hút đầu tư của tỉnh đạt kết quả tốt. Cụ thể, đầu tư trong nước đã thu hút 15.800 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh. Đầu tư nước ngoài đã đạt hơn 1,68 tỷ đô la Mỹ. Đối với nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 năm 2022, các sở ngành địa phương tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh Bình Dương dự kiến khánh thành trung tâm giám sát điều hành thông minh cấp tỉnh. Bên cạnh đó, sớm triển khai dự án đầu tư vành đai 3 sau khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư mở rộng quốc lộ 13 đường Mỹ Phước Tân Vạn, khẩn trương hoàn thiện đề án vận hành nhân sự để sớm đưa bệnh viện đa khoa 1.500 giường đi vào hoạt động. Trong 3 tháng đầu năm 2022, tín dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tăng khoảng 3,65% so với thời điểm cuối năm 2021 và tăng 13% so với cùng kỳ. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, dòng tín dụng đã kịp thời chảy vào nền kinh tế, giúp doanh nghiệp dần khôi phục sản xuất. Bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, lượng bệnh nhân đến phòng khám này đã giảm đến 70%. Để duy trì quỹ lương khoảng 200 triệu đồng mỗi tháng cho hàng chục nhân sự đang làm việc tại đây cũng là một áp lực với doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều may mắn là doanh nghiệp này đã tiếp cận được gói vay vốn để trả lương cho người lao động với lãi suất 0% trong 12 tháng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Cái khoản vay này thì là khoảng là 1 tỷ và để dùng để chi trả cho lương nhân viên. Nếu mà không có cái nguồn hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội thì cái việc mà chi trả lương nó cực kỳ khó khăn. Có những lúc chúng tôi là nợ nhân viên của doanh nghiệp là 50% lương, thậm chí là các bác sĩ với các với nhà quản lý là cho nợ tới 70% lương. Các cái doanh nghiệp họ có lao động, họ có lao động có đóng bảo hiểm xã hội và họ quay trở lại sản xuất phục hồi, thế thì là họ lập danh sách nhu cầu vay vốn mà có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội là có người lao động được đóng bảo hiểm xã hội trong cái thời gian trước khi vay vốn đấy và vẫn tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội đấy, thì Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ hướng dẫn các hồ sơ còn lại và để giải ngân cho vay. Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, từ khi triển khai gói hỗ trợ này đến nay, dòng vốn không lãi suất này đã đến được với 182 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố với số tiền trên 675 tỷ đồng. Số tiền này đã được các doanh nghiệp dùng để trả lương cho hơn 164.000 lao động trên địa bàn. Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp để đưa dòng vốn giá rẻ vào sản xuất. Trong đó, riêng chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp năm nay đã được các tổ chức tín dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký gói tín dụng khoảng 400.000 tỷ đồng. Hỗ trợ doanh nghiệp đối với ngành ngân hàng nó không chỉ là
nhiệm vụ nữa, mà nó trở thành một cái nhiệm vụ chính trị, đấy, trở thành trách nhiệm của ngành ngân hàng. Đấy, trong đó hỗ trợ doanh nghiệp với cái nội hàm là cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi suất cho vay và cho vay mới với lãi suất thấp. Chúng tôi thực hiện qua các kênh tập trung thực hiện các chương trình tín dụng của chính phủ, ngân hàng trung ương cho vay 5 nhóm ngành lĩnh vực ưu tiên, và nhất là thực hiện các chương trình hành động cụ thể như là kết nối ngân hàng doanh nghiệp. Chúng tôi cũng tập trung ưu đãi nhiều nhất vào cái khu vực khách hàng SME, doanh nghiệp vừa và nhỏ, và cái cộng đồng doanh nghiệp nói chung. Thì như vậy là hàng năm chúng tôi cũng giải ngân hàng trăm ngàn tỷ đồng, và dự kiến trong năm 2022 này thì cái chương trình tín dụng kết nối khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng Công Thương cũng dự kiến giải ngân khoảng 200.000 tỷ đồng. Để hỗ trợ các doanh nghiệp, hiện các tổ chức tín dụng cũng đang chờ nghị định hướng dẫn về chính sách cấp bù lãi suất 2% theo nghị quyết về chương trình phục hồi kinh tế xã hội mà Quốc hội đã thông qua hồi cuối tháng 1. Với tổng quy mô hỗ trợ khoảng 40.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, chính sách này được kỳ vọng sẽ giúp khôi phục lại các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo sự lan tỏa và tác động tốt tới quá trình phục hồi kinh tế. VinFast và chính quyền bang Bắc Carolina của Mỹ vừa ký kết bản ghi nhớ về việc xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện và pin đầu tiên của VinFast tại thị trường Bắc Mỹ. Dự án của VinFast đã được giới chức Mỹ ủng hộ và đánh giá cao. Bộ trưởng Năng lượng và Bộ trưởng Thương mại Mỹ ngày 31 tháng 3 đã tổ chức họp báo nhằm nhấn mạnh đạo luật cơ sở hạ tầng của Tổng thống Biden nhằm xây dựng một nền kinh tế năng lượng sạch, đồng thời khuyến khích các công ty đầu tư vào sản xuất ở Mỹ, củng cố chuỗi cung ứng trong nước đối với công nghệ năng lượng sạch và tạo ra việc làm được trả lương cao ở Mỹ. Cả hai bộ trưởng Mỹ đều đánh giá cao dự án của VinFast trong nỗ lực xây dựng nền kinh tế năng lượng sạch của chính quyền Tổng thống Biden. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm cho biết, VinFast là ví dụ mới nhất về việc các công ty góp phần thực hiện nỗ lực xây dựng nền kinh tế năng lượng sạch của Tổng thống Biden thông qua các khoản đầu tư khổng lồ của họ. Chắc chắn VinFast sẽ không phải là công ty cuối cùng tham gia nỗ lực này. Một lần nữa, tôi muốn cảm ơn VinFast đã chọn đầu tư ở Mỹ, thuê người lao động ở Mỹ và giúp chúng tôi độc lập hơn về năng lượng. Phát biểu tại cuộc họp báo, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng cho biết, đến nay đã có hơn 70 dự án với số vốn khoảng 300 triệu đô la của các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Mỹ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên có một dự án với quy mô lớn như thế này và tạo ra đến hàng nghìn việc làm cho người Mỹ. Thì đây là một cái sự kiện rất là đặc biệt và rất là có ý nghĩa. Nó nói lên được ba cái điều lớn. Một là nó cho đây chính là một cái sự là cái kết quả của cái sự phát triển nhanh chóng của mối quan hệ của Việt Nam và Hoa Kỳ từ sau khi mà bình thường hóa quan hệ. Cái điều thứ hai là nó cho thấy cái sự lớn mạnh rất là nhanh chóng và vượt bậc của Việt Nam và của các cái doanh nghiệp Việt Nam. Hiện nay Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam đã có thể đủ khả năng để hội nhập đầy đủ vào quốc tế và có thể vươn ra các cái thị trường xa xôi như là Hoa Kỳ. Cái điểm thứ ba là nó cho thấy cái tương lai của sự phát triển của quan hệ Việt Mỹ rất là tươi sáng, vì cái tiềm năng của hai nước còn rất là nhiều. Hiện nay thì cũng có đến với hơn 2 triệu người Việt Nam sinh sống ở Mỹ và hàng chục hàng sinh viên Việt Nam đang ở Mỹ, cũng như là sự quan tâm hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp của các cái doanh nghiệp của hai bên, thì nó cho thấy là cái tiềm năng phát triển của quan hệ rất là lớn. Và tiếp sau VinFast thì tôi tin rằng là cái sự thành công của VinFast sẽ là một cái sự khích lệ để cho nhiều các cái doanh nghiệp của Việt Nam cũng sẽ quan tâm đến thị trường Mỹ và sẽ đầu tư vào Mỹ nữa. Dự án của VinFast tại bang Bắc Carolina có mức đầu tư lên tới 2 tỷ đô la trong giai đoạn 1 và sẽ được khởi công ngay trong năm 2022 sau khi nhận được giấy phép xây dựng, và dự kiến sẽ được vận hành vào tháng 7 năm 2024. Công suất giai đoạn 1 dự kiến là 150.000 xe mỗi năm. Tỉnh Nghệ An được xếp thứ tư cả nước về số lượng người dân và doanh nghiệp mua sắm ô tô mới trong năm 2021 và đứng top 5 về số lượng xe ô tô của các doanh nghiệp cá nhân đang sở hữu trên toàn quốc. Tuy nhiên, thống kê cho thấy có khoảng 50% người dân phải vay ngân hàng để mua xe. Dù nhu cầu di chuyển không nhiều, nhưng anh Nguyễn Chí Tuệ vẫn quyết định vay thêm tiền của người thân để sắm cho mình chiếc ô tô trị giá hơn 500 triệu. Thời gian gần đây do giá xăng dầu tăng cao, để tiết kiệm chi phí, anh lại chuyển qua sử dụng xe máy, chỉ dùng ô tô cho những chuyến đi xa.
chi phí để duy trì con xe này hàng tháng thì có thể mỗi tháng lên đến 2 triệu, có thể là 3 triệu, 4 triệu nếu mình hay đi với chi phí hiện tại. Còn chưa tính đến thuế các cái bảo hiểm thì mỗi năm nó dôi ra khoảng tầm 20 triệu để duy trì nuôi con trẻ đấy. Để nuôi con trẻ này nó khá khó khăn đấy, nó giống như mình nuôi một người đi học hoặc là người đi nằm viện đấy, nó khó. Về chi phí, về thu nhập hiện tại thì mình nghĩ là hơi rất khó khăn để mình duy trì thường xuyên con trẻ. Nắm bắt nhu cầu thị trường, cách đây 3 tháng, đại lý ô tô Honda Sông Lam cũng được đầu tư và đưa vào hoạt động. Dù là đơn vị mới, nhưng mỗi tháng đại lý cũng bán ra gần 100 xe ô tô. Tuy nhiên phần lớn khách hàng lại mua xe theo hình thức trả góp. Hiện tại thì ở chỗ mình đấy thì thực tế thì lượng xe giao thì cũng tương đối. Thì khách hàng vay ngân hàng ấy, thì rơi tầm khoảng 50-60% là tự nhiên vay trả góp. Bởi vì là trước đấy thì là lãi suất cao ấy, thì là họ thường là có xu hướng là trả tiền mặt để giảm cái chi phí sau này. Thì bây giờ thì lãi suất thấp thì tôi nghĩ là họ sẽ tận dụng cái lượng tiền đấy để là mua xe nhưng vẫn có tiền để đầu tư các cái hạng mục khác. Từ năm 2020 tới nay, số lượng ô tô mua mới tại Nghệ An tăng cao đột biến. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Nghệ An, năm 2021, Nghệ An có hơn 16.700 ô tô đăng ký mới, tăng hơn 20% so với năm 2020. Hiện địa phương này có hơn 158.000 xe ô tô, riêng thành phố Vinh có gần 64.000 ô tô. Số lượng xe ô tô đăng ký mới hàng năm của thành phố chiếm gần 30% cả tỉnh. Theo tôi thì về cái nguyên nhân khách quan ấy, thì ta có thể nói đến là các cái yếu tố của kích thích của chính phủ, đặc biệt là những gói kích thích của chính phủ vào cái giảm lệ phí trước bạ trực tiếp vào cái phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Cái vấn đề thứ hai đó là cái môi trường về lãi suất thấp. Đó. Tức là môi trường lãi suất thấp này thì giúp cho người dân có thể là sử dụng cái đòn bẩy vấn đề là vay ngân hàng để tiến hành mua các cái phương tiện để đi lại và phục vụ sản xuất. Vấn đề thứ ba đó nữa là theo tôi tác động đến cái việc mà người dân mua sắm phương tiện nhiều đó là cái thu nhập bình quân đầu người tại địa bàn Nghệ An thì ngày càng được cải thiện và nâng cao. Vì vậy là phát sinh ra cái nhu cầu đi lại của người dân. Phương tiện tăng nhanh thời gian qua cho nên xảy ra cái tình trạng là có ùn tắc giao thông tại một số các cái vị trí tại giờ cao điểm. Rồi tình trạng dừng đầu xe trên lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố vẫn còn xảy ra khá phổ biến. Với các thủ tục nhanh gọn, hình thức trả góp là nhanh nhất để các gia đình sở hữu cho mình xế hộp riêng. Tuy nhiên, trong bối cảnh xăng dầu tăng giá hiện nay, chi phí nuôi xe cùng khoản lãi ngân hàng tháng đang trở thành gánh nặng lên kinh tế không ít hộ gia đình. Thời gian gần đây, số lượng hồ sơ giải quyết hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc COVID-19 tăng nhanh và dự kiến tiếp tục tăng hơn nữa trong thời gian tới, với mục tiêu xuyên suốt là luôn đặt quyền lợi và lợi ích của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế lên hàng đầu. Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng mọi nguồn lực, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, cơ sở khám chữa bệnh và các đơn vị liên quan để tiếp nhận, giải quyết kịp thời, chính xác, đầy đủ quyền lợi bảo hiểm xã hội đối với người lao động bị mắc COVID-19 theo quy định. Công ty tại thành phố Thủ Đức này có khoảng 3.500 lao động làm việc. Kể từ khi dịch COVID-19 tái bùng phát đến nay, số lượng công nhân bị F0 đã vượt trên 1.000 người. Tất cả trường hợp F0 sau khi hoàn thành cách ly đã được hưởng chế độ ốm đau từ 7 đến 14 ngày, tương ứng với thời gian nghỉ cách ly điều trị. Số tiền người lao động được nhận bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ ốm đau. Cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức cũng tạo mọi điều kiện để chi chế độ cho người lao động và họ trong vòng khoảng 10 ngày thì số tiền mà người lao động được hưởng sẽ chuyển thẳng vào tài khoản cho người lao động. Tương tự, công ty này có hơn 400 người lao động F0. Trong quá trình lập danh sách, nhiều thủ tục hành chính được tinh gọn thông qua hệ thống điện tử. Do đó, cán bộ chuyên trách không cần trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm xã hội nộp hồ sơ. Chất lượng dịch vụ của Bảo hiểm xã hội quận Tân Phú, đây là cơ quan bảo hiểm xã hội mà đã đồng hành với doanh nghiệp và người lao động rất nhiều trong việc hướng dẫn thủ tục hồ sơ và giúp người lao động tiếp cận các gói hỗ trợ một cách nhanh nhất và thuận lợi nhất. Công việc bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vốn nhiều áp lực, nay lại căng mình xử lý các loại chứng từ của thời kỳ hậu Covid. Vì vậy, để thuận tiện cho doanh nghiệp cũng như kịp thời cho người lao động F0,
Tập thể cán bộ, công nhân viên bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố đã nỗ lực giải quyết nhanh nhất các hồ sơ thủ tục theo quy định. Hồ sơ nó nhiều quá không làm kịp được ấy anh, nếu mà không trả kịp được cho người lao động thì mai người ta lại réo mình. Cả bộ phận có 10 người thôi ạ, ai cũng cố gắng ráng hết sức mình thôi. Nói ngắn gọn một câu rằng là lấy hết thời gian của gia đình đưa vào công việc. Nói vậy cho mình dễ hình dung, vốn dĩ nó đã là vất vả rồi, thêm Covid vào nữa nó tăng gấp 4 lần. Có dự kiến tăng thì chúng tôi cũng phải cố gắng bằng mọi giải pháp, kể cả làm thêm giờ, rồi tăng cường thêm biên chế từ các bộ phận khác để đảm bảo cái việc giải quyết trợ cấp ốm đau cho người lao động. Theo thống kê nhanh của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, trong 3 tháng cuối năm 2021, ngành bảo hiểm xã hội đã chi trả chế độ ốm đau đối với gần 34.400 lượt người lao động là F0 với số tiền gần 77 tỷ đồng. Bước sang năm 2022, tính đến ngày 15 tháng 3, có gần 100.000 lượt người được nhận chế độ này với số tiền hơn 218 tỷ đồng.